Chubil Hello, dễ tiêu hóa, chắc khỏe xương. Trò chơi của chúng tôi ngay sau đây có tên là Loạn Nhịp. Mỗi cặp sẽ chơi với nhau, chúng ta hãy chọn đi nào. Em chơi với anh Trương Thế Vinh. Anh Luật, em chơi, cứu em. Em chơi với anh Luật, em chơi với anh Luật. Bách. Ủa vậy là em không được lựa chọn, em chơi với Chris Phan. Tiến Luật với lại Lan Ngọc chơi trước. Đây là của Tiến Luật, mời đeo vào tay. Đây là của Lan Ngọc, mời đeo vào tay. Thưa quý vị, trò chơi này có tên là Loạn Nhịp là vì sao? Vì chúng tôi đang đeo thiết bị đo nhịp tim của nghệ sĩ. Và họ sẽ đối đầu với nhau, họ sẽ nói chuyện cà khịa với nhau, họ sẽ tỏ tình nhau. Mục đích là gì? Người này phải làm sao cho người kia bị loạn nhịp tim và nhịp tim nó phải tăng lên. Chúng tôi sẽ tính toán như sau. Chúng tôi lấy cái nhịp tim đang tăng trừ nhịp tim hiện tại và cộng 3 người một đội lại với nhau. Đội nào cao hơn, đội đó sẽ bị thua bởi vì nhịp tim quá căng. Đó là cảm xúc không kiềm chế được. Mình có được đụng chạm cơ thể không? Không. Hai người phải giúp đỡ cho em. Em đã chọn sai người rồi. Yên tâm. Để làm cho đối phương sợ sệt đến nỗi tăng nhịp tim thì chị tin vào chị lắm. Và chính là đối thủ của chị là anh Trương Thế Vinh. Alo, anh Luật. Chào của em là em nhắm em thua xiền rồi đó. Còn anh thôi nha. Chà này là chắc chắn em thua rồi đó. Ghê quá. Bây giờ chúng ta sẽ được xem nhịp tim hiện tại trên màn hình. Đây, của Ngọc là 98 và của Lực là 82. Chơi. Trời ơi, Ngọc đang lên, Ngọc đang lên. Có nghĩa là Ngọc đang mất bình tĩnh đúng không? Anh Lực xuống nó rất bình tĩnh luôn. Nhưng mà đừng xuống quá, anh đang xa bệnh viện lắm nha. Rồi, yên tâm đi. 3 phút dành cho cặp đầu tiên, bắt đầu. Sao anh lên quá vậy? Sao anh lên quá vậy? Lên. Không phải, biết sao lên không? Sao sao? Đang sợ bà Trang bà chửi. Không sợ, không sợ. Chơi với người có gia đình sợ quá. Em sợ đâu, em đang tụt kìa. Kìa sợ nè. Ôi, tự nhiên nhắc tới tên nó làm chi vậy trời? Thấy thua rồi. Trời ơi, lên hơn 100 rồi kìa. Trời ơi trời. Chị Trang bỏ qua cho anh rồi. Chỉ là game show, chỉ là game show, chỉ là trò chơi. Em làm gì? Nó lên nữa rồi. Lực anh lên hết rồi kìa. Đâu có đừng có sáp lạnh. Đâu có được, đâu có được đụng chạm đâu. Em không có đụng chạm anh. 3 phút sắp hết. Bây giờ mình nói thiệt đi, em sợ con gì nhất? Không là cánh xèo rồi. Em chỉ sợ vợ anh thôi. Em sợ mồm mà anh sợ gấp 4 lần liền hả? Mà anh sợ gấp 4 lần liền hả? Thiệt anh nói thiệt. Anh có cảm giác gì với em không? Tại vì em thấy là quay 2 mùa rồi. Em thấy lúc nào mà quay chung anh cũng đứng với em hết đó. Anh biết được quá khứ của em, anh không có cảm giác thiệt. À, Lực tự tin lại rồi kìa, xuống rồi kìa, xuống kìa. Ôi, sao cái nhịp tim anh Lực càng ngày càng tù kìa, có giờ nó đứng luôn không? Thấy gì trong đó vậy? Đeo vô thôi, vậy thôi. Anh Lực ơi, mỗi lần mà đứng cạnh bên anh á, cái mùi hương của anh nó làm cho em... Trời, ói quá. Sao động? Nó làm cho em ngất ngay lắm. Ngất ngay trời mây. Trời, em hát làm nhịp tim anh loạn nhịp việc luôn á. Em đừng hát nha. Anh Lực ơi, ơi, anh có muốn về nhà với em không? Em không thật lòng. Trong ánh mắt của em không thật lòng. Tiến lên Lực, lên lên. Em cứ nói thật lòng đi. Nói anh yêu em đi. Tôi nghĩ là tôi hết thời gian. Đó, qua đi. Chúng tôi đang tính trung bình nha mọi người. Khi đeo vào thì Ngọc là 100 và Tiến Lực là 95. Thì khi bước vào cuộc chơi thì Ngọc trung bình là 102 trừ đi là dư 2 và Tiến Lực là 103 trừ đi 95 là được dư 9. Ủa, tôi căng dữ vậy hả? Thực ra Ngọc nói nhiều thoải mái hơn. Tại vì tôi suy nghĩ ngôn tình, tôi đâu có ngôn tình mà. Thì đó, do suy nghĩ căng thẳng quá nhịp tim căng á. Mời cặp tiếp theo. Chúng ta cùng xem nhịp tim của hai bạn hiện tại. Chris Phan 87 và Thúy Ngân. Trời ơi trời. 113. Ủa cái này mình có cần sao, chơi không anh? Không sao, không sao. Lúc đầu mình lên nhiều đi. Em nghĩ là thôi đừng chơi nữa. Không phải, tại vì em 88
85 nhưng mà lát em lên 95 em 10 à. Ngân 113 nhưng mà nhiều khi ngân đúng ổn rồi. Định ổn định thì sao? Vốn đầu em mạnh quá. Thời gian 3 phút bắt đầu. Đỏ tịch. Thế rồi. Trời ngân lên dữ dằn dữ cưng. Nếu như anh chưa có vợ thì em có cơ hội không? Chắc chắn là không rồi. Tại vì anh thích những người con gái mà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Em có thể vì anh mà giảm cân. Anh không tin điều đó. Anh có muốn không? Em thử nha. Thôi đừng thử. Anh đâu phải đồ ăn của em. Anh đâu phải đồ ăn của em. Chưa. Hay quá Đức ơi. Nếu anh đã nói vậy thì anh có thích món thịt kho hộp vịt không? Không, rất là ngán món đó. Anh có thích uống cà phê đen đá không? Không. Em biết mà, tại vì trong cà phê đó không phải là em pha. Trời. Chris ơi. Chris ơi. Bả càng lúc càng tăng. Wow. 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 Sao anh đụng chạm em vậy? Tôi nói cho bà nghe là tôi không thích con gái. Thôi con gái gì anh cưới vợ anh để che đậy hả? Ờ để che đậy thôi, bởi vì tôi đâu thích bà. Chris ơi, nếu như là vợ anh đàn ông rít, đàn ông rít, đàn ông với lại người yêu cũ của anh nó rớt xuống sông thì em có thể làm người yêu mới của anh không? Tuột máu hai đứa tuột hết luôn. Chữ giờ càng lúc càng tuột luôn á. Em ơi. Đó. Sao anh? Thế hệ trẻ mình phải hơn thế hệ già nè. Sao anh nói chuyện với em mà anh nhìn anh Luật vậy anh? Tại vì anh Luật còn hấp dẫn em nữa. Em mập quá. Em nghe quen rồi, em sẽ không thấy sao cả. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi. Có ai nói với anh đó là anh rất đẹp trai, là anh rất đẹp trai không? Lên đó lên kìa. Tránh ra cho người ta làm gì? Vinh lại là em lên. Muốn ngủ gì? Tấn công đi Rít. Sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy Rít? Đó. Đúng rồi. Đúng chạm. Được rồi, người cũ của em là ai vậy? Anh hỏi gì vậy? Anh hỏi để anh cua người đó. Cua anh vậy đúng không? Cua anh mặn quá. À, người yêu cũ của em có người yêu mới rồi. Anh thay thế em được không? Thế em được không? Là cua ông đó hả? Em thấy ông không sao? Ủa hai đứa nó nói chuyện gì vậy? Thôi. Rồi, hết giờ. Rồi. Thấy em chưa? Em nôn. Đây, đây, đây. Dạ ơi. Mà em nôn quá à. Lẹ lẹ đi. Thưa quý vị, cặp vừa rồi Thúy Ngân và Chris Phan có cái nội dung như sau. Chris là khi đeo vào là 87 và trung bình là tăng lên chỉ có 2 thôi. Hai nút tăng lên. Ủa mình có tính nút tuột không anh? Ngân là 185 khi đeo vào mà tăng lên tới trung bình là 4 là 119. Có nghĩa là đội chúng ta đang gác trước rất là nhiều. Cặp cuối cùng là Trương Thế Vinh và Hot Girl Cầu Bình Lợi Lâm Tử Dạ. Từ từ kìm lại chị, em nói cao quá. Đây nè, tô diễn được đáng được mong chờ nhất. Ủa tim em có vấn đề hả? Dạ. Cái này là bị hở van tim hả cưng? Em bị hở van tim 3 lá 1/4. À, tim mình là ổn định chứ hả? Ổn định mà anh. Đó, đứng im số 97 luôn, thấy không? Rồi, 3 phút tỏ tình sâu lắng. Bắt đầu. Chị dạ cố lên. Chị dạ cố lên. Anh Vinh cố lên anh Vinh ơi. Vinh ơi, thua lắm rồi nha em ơi. Ở cái phần này thì mình có được làm gì khác với những đội khác không anh? Không. Được. Hụ hai người đang bằng luôn á, là tức là đang ngôn tình thật lòng á. Anh Vinh, nhịp tim của mình nó cùng đập với nhau đó. Kệ nó. Anh không quan tâm đến điều đó sao? Da em đẹp quá vậy. Rồi sao nữa? Không đụng là anh không sợ đâu nha. À anh không sợ hả? Không sợ hả? Anh Vinh, không tính nha, cái này không tính nha. Lên ghề Vinh ơi. Anh Vinh, em muốn được cùng anh về vùng biên vắng. Mình sẽ tắm những Vinh ngày hè mùa nắng với canh dừa là lời. Em muốn oze 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 oze
muốn ô dê ô dê ô dê với em. Sao mặt anh có vẻ sợ sợ vậy? Anh Vinh ơi, anh có biết là chị tung tiệc treo chị ơi, anh có biết là đã từ lâu lắm rồi em luôn coi anh như là một món ăn, nhưng em chỉ dám nhìn mà chưa dám ăn. Thế thì ngày hôm nay được dịp rồi, anh cho em ăn anh nha. Cho em ăn anh nha. Ồ, Vinh lên nhanh quá. Sao anh xạo vậy? Em có làm gì anh đi đâu ra. Em không có làm gì cả. Em không hề làm gì cả. Anh đi đâu vậy anh Vinh? Anh đứng yên đi anh Vinh. Anh chạy đâu vậy? Không, tự nhiên đang không, nói không, chuyện không, với không, em không, mà bỏ anh chạy. Phải nói chuyện ngôn tình đàng hoàng. Em không có ăn cả. Trời ơi, ghê quá à. Anh thấy sao? Thấy không được. Anh đâu. Nhìn em có quyến rũ. Em có nhiều nét quyến rũ như lắm. Thôi. Sao vậy anh? Em đứng ngay thẳng đi. Anh có gì nói với em hả? Thật ra thì cũng từ lâu rồi. Thật ra thì em thích đi hát karaoke lắm. Khi nào mà anh rảnh á, em sẽ mời anh đi hát karaoke. Em vô karaoke em sẽ hát cho anh nghe bài da da sa la 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 sa la 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 la. Karaoke anh chưa? Em chưa kịp phản công gì hết. Anh Vinh bối rối sao á? Không, sợ chứ phải bối rối. Anh đứng ở bên còn sợ nữa mà. Ở đây ai cũng sợ chị hết. Dạ ơi, nhìn chị gớm lắm. Thưa quý vị, Lâm Vĩ Dạ 71 tăng lên 95 có nghĩa là dư 24. Vinh 97 tăng lên 104 chỉ dư 7 mà thôi. À vậy là Dạ nói thật lòng. Vậy là Dạ nói thật lòng. Do em suy nghĩ nhiều quá. Với lại vận động nhiều. Đúng đó rồi. Là nhịp tim sẽ tăng. Khi em suy nghĩ nhiều thứ quá, toan tính luồn lách quá thì cái nhịp tim tăng lên. Thật lòng là vậy. Còn Vinh rất là điềm tĩnh. Rồi xấu như quỷ. Thì không có sao hết. Ác quá à, anh đi chê đội em đi hoài à. Chị mình đội nha. Đội Great Fan tăng 28. Bên này tạm có 20, chúng ta thắng 1-0. Một mình em thôi Vinh à, một mình em thôi. Hai người phải giúp đỡ cho em đã chọn sai người rồi. Yên tâm, để làm cho đối phương sợ sệt đến nỗi tăng nhịp tim thì chị tin vào chị lắm. Và chính là đối thủ của chị là anh Cương Thế Vinh. Alo, alo. Cao của em là em nhắm em thua xiền rồi đó, còn anh thôi nha. Dạ ơn của chị đó. Đời không như là mơ, ok. Chị cứu cả đội luôn đó chị. Mọi người ta. Để chị, để chị mà để chị hấp dẫn lên. Thì chị đang cố tình làm anh Vinh anh xạo anh lên nhịp tim mà. Là em muốn ăn Vinh thiệt cho nên là tâm lý em mới mạnh vậy. Tức là vậy nè, nếu mà bình thường á, con già là chết chứ tụi nè, lắm rồi. Nó nghĩ câu này, nói câu gì trong Vinh, nói câu gì Vinh. Thì lúc khi mình làm việc mà mình tập trung thì cái nhịp tim mới tăng. Còn sợ là gì, ví dụ mình đang đi qua đường thì lúc đó là mình sợ thiệt. Còn cái này mình đâu có sợ gì đâu, Vinh đâu có sợ. Cho nên là đội của mình thua ha cơ ha. Đúng không? Em có ý kiến gì không? Thôi em hết lời với chị Dạ. Rồi, 3 phút dành cho cặp đầu tiên. Bắt đầu. Hãy nhớ đến khoảng thời gian đầu tiên khi hai người đến với nhau. Ủa sao nhịp tim em lên dữ vậy? Em run trước chồng em. Bắt đầu. 102 với 92. Nhìn cái gì? Cho chị Dạ xấu hổ kìa, mặt ngại đỏ mặt luôn. Thuận luôn rồi. K.O. Bạn hôn chưa đúng chỗ. Nhịp tim em ổn chứ? Sao cú hôn đó nhịp tim của tôi đã không kết nối được. Cả tháng vừa rồi sao tiền không được. Đừng nói gì hết bạn.
Chạy ra bằng chạy đi bạn. Cái gì? Vậy chứ anh đi diễn làm cái gì mà anh nói anh không có lương? Bạn ơi. Rồi lúa. Rồi lúa. Tôi mắc cười quá, chồng tôi ổng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như là ổng đang là một hot boy vậy. Em nhảy xuống xe cái em đứng trước bắt tên đại cái kêu trời ơi đẹp trai quá. Trời ơi. Em đừng có nói nữa, bên anh đạt giảm nhiều lắm rồi. Ủa sao em sát cho chồng ấy, chồng em bị tuột là sao? Tiệc chiêu cuối rồi bạn ơi. Chồng ơi, chồng còn hương em đức không? Có chứ. Lát nữa là cái cách chê chương trình này là em lấy luôn nha. Cho em hết. Cuộc đời này của anh là của em. Cuộc đời này của anh là của em. Anh yêu em nhiều thế thôi. Chồng ơi. Em thấy anh Vinh đẹp trai quá à. Em thấy anh Vinh đẹp trai quá à. Anh cũng thấy vậy à. Chị anh... ơi, bây giờ không đối diện với đó được đâu. Đối diện với bên này đi thì bên đó mới lên được. Thì đó, đang tính đi theo cái chiều hướng đó. Mình phải dì đội mình đi. Chơi dữ chơi mà. Anh ơi, anh bút lên luôn vậy. Triple kill. Máu dữ vậy bạn? Máu dữ vậy? Nó càng càng tuột vậy trời. Nhịp tim của dạ đang 104. Tôi nghĩ tới đây được rồi bạn ơi. Nói nữa một hồi nữa bạn tôi đứt gân máu chết. Là nãy giờ có mình tim em thôi, còn tim ổng là thắt hả? Là ổng thắng gì? Gì kỳ vậy? Nãy giờ tôi nhào qua tôi ôm chưa có Vinh chứ. Nhào qua tôi ôm chưa có Vinh chứ. Ổng tuột luôn á. Tuột luôn á. Em, tháng tư này em đi du lịch chứ? Du lịch nước Nhật có không? Đức tìm sao? Đi du lịch nước Đức được không? Ôi trời sao kỳ vậy? Thích Đức lắm. Thích Đức lắm. Cái gì mà Đức là thích hả? Cái gì mà Đức là thích hả? Là anh sẽ cho em đi Pháp luôn. Đó, lên luôn kìa. Không, nhưng mà đứng luôn. Người hỏi sau khi chia tay em sống vui hay đang buồn. Mà nói ở trong đội tuyển đó anh Việt Nam mê nhất của rủ anh Đức chứ bộ. Là cho anh Đức là thấy hay rồi. Bình tĩnh bạn ơi. Hai anh Đức cũng dễ thương, có duyên nữa. Rồi bây giờ chị ơi, chị tỷ ơi xác định nha, gia đình. Thôi dừng lại. Chương trình chúng tôi là mang tới tiếng cười cho mọi người, chứ không phải mang tới nỗi đau cho gia đình nha. Xuân đã mơ màng trong nắng vàng, khắp trái tim đều vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Trà sữa thì em có thể mời. Chị có thể làm bạn đời của em được không? Trời ơi, ngân lên kìa. Ngân lên tới 35 luôn. Do bà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ đó. Bung lên cao nữa Ngọc. Mình nhìn nhau thôi. Mình đừng làm gì hết. Nãy giờ mấy anh chị làm hết rồi. Hai đứa mình chỉ cần nhìn nhau thôi. Thank you.
A few moments later. Bây giờ chúng tôi không cho ăn nữa, chúng tôi phải dời qua chỗ khác nè. Đúng chưa? Không được ăn nữa, bởi vì ăn nó là phạm luật. Rồi, trời ơi, con bé kia nó cũng muốn ăn lắm. Rồi, thôi, giờ quay đi nào, quay 2, 3 quay. Mệt quá hả? Ồ, đây, đó đây. Con bé này nó hay thiệt luôn á. Số được ăn bánh mà. Thôi, cho luôn, ăn luôn đi cưng. Ồ, hay quá. Rồi, cảm ơn em, lui. Về nhà nhớ coi chương trình lại nha. Về nhà nhớ coi chương trình lại nha em. Vinh qua đây. Liếm không? Liếm chứ gì nữa. Em chỉ ngậm vô rồi em nhả ra lại thôi. Em chỉ ngậm vô rồi em nhả ra lại thôi. À bây giờ anh em chúng tôi xin tạm biệt quý vị và hẹn tuần sau. Thank you.